và B-Boy chính nghĩa. Và bây giờ sẽ là Speedo Crew. Check up my body, join the flow. Hot thật hẳn luôn. Và đội nào thì Đăng cũng thấy có một cái điểm mạnh riêng. Cá nhân Đăng là Đăng đã có một cái sự lưu quyết định cho riêng mình rồi mà để lát nữa. Cường thì cái round vừa rồi là mọi người thể hiện khá là tốt. Chắc là nếu mà có cái quyết định thì tất nhiên là phải để đến vòng cuối cùng cho hồi hộp rồi đúng không? Các bạn làm rất là tốt. Tuy là không phải là nhạc rap beat nhưng mà các bạn đã thích nghi rất là nhanh và các bạn đã làm rất là tốt cái round của mình. Và Ly cũng đã có được một cái quyết định cho mình và sẽ để sau. Rõ ràng những động tác cuối cùng chúng ta thấy được sự nỗ lực và quyết tâm của từng đội. Và bây giờ sẽ là phần quyết định xem tỷ số 2-1 sẽ nghiêng về cho đội nào và đội đó sẽ được 30 điểm. Đội còn lại được 20 điểm quý vị nhé. 3, 2, 1, xin mời! Vậy tại vòng 1 chọi 1 thì 2-1 đã nghiêng về cho Fido Crew. Chúc mừng các bạn, Fido Crew đã có được 30 điểm, Sài Gòn Flavor được 20 điểm và họ đang thể hiện được một tinh thần thi đấu rất là thượng đẳng, rất là fair play. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đừng chủ quan bởi vì chúng ta vẫn còn một vòng thi đấu nữa. Và đêm nay sẽ là đêm của một trong những loại hình nổi tiếng và đặc trưng của hip hop được mang tên Street Dance. Tôi đã bầu chọn ra hai đội trưởng của đội cổ vũ, đó chính là Winner và Hana. Và đến với phần thi đấu này, đương nhiên sẽ là hai đội rất mạnh để có thể đại diện cho giới trẻ thể hiện được tài năng của chính mình. Hãy cùng sẵn sàng chào đón họ. Đầu tiên sẽ là sự xuất hiện của Fido Crew. Xin chào đón tất cả các bạn. Fido Crew thì đã hoạt động được hơn 10 năm rồi. Trong hơn 10 năm thì cứ hợp thì tan, tan rồi hợp. Nhưng may mắn là trong cái khoảng thời gian đó thì luôn có những người anh luôn là động lực cho tụi mình để tụi mình không dừng lại. Tới nay thì nhóm đã có khoảng hơn 20 thành viên từ khắp nơi trên cả nước. Mỗi người trong nhóm thì lại có một công việc khác nhau. Có người làm thợ xăm, có người làm thợ lau kính. Và mỗi thành viên trong nhóm thì lại mang đến cho cả nhóm rất nhiều năng lượng tích cực. Ví dụ như Tí Hon là một người như thế. Năm 2017, mình trở thành một người cha đơn thân của con gái gần 2 tuổi. Kể từ đó, mình luôn cố gắng nỗ lực vì một cuộc sống tốt nhất cho con. Để kiếm được tiền khi ấy, mình phải lựa chọn là công nhân lau kính của những tòa nhà cao tầng. Mỗi ngày mình phải chạy đi chạy về hơn 60 km để tranh thủ thời gian được ở gần con. Bé ơi, bé có mệt không? Con thương bé. Con chính là động lực của mình. Nhưng nhảy múa vẫn ở trong mình. Mình nhảy bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Thi thoảng nhớ quá, mình lại vừa lau kính vừa nhảy. Mình sẽ mãi vẫn là anh công nhân lau kính như thế nếu không có cơ duyên được gặp những người anh em trong nhóm Fido Crew đã cho mình cơ hội được cháy với đam mê Twist Dance của mình. Trang, mỗi lần có cuộc thi, mình đều cố gắng sắp xếp công việc để lên Sài Gòn cùng anh em luyện tập. Và đó là cách mình cân bằng giữa đam mê và kinh tế. Bằng sự nỗ lực của bản thân, mình sẽ không để những khó khăn trước mắt thành rào cản đam mê. Tám thành viên
quyền xuất sắc của Video Crew đã xuất hiện. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của đối thủ của Video Crew. Không ai khác, đó chính là nhóm nhảy Saigon Flavor. Saigon Flavor, nhóm mình hiện tại có tất cả 18 thành viên với 18 cá tính và công việc khác nhau. Người thì bán cá, người thì làm quản lý kho hàng, có người thì làm thiết kế đồ họa. Nhưng bọn mình đều có chung một đam mê, đó là Hip Hop Breaking. Sau khi tốt nghiệp, mình buộc phải lựa chọn giữa việc kiếm tiền và theo đuổi đam mê. Cuối cùng, mình vẫn quyết định lên tàu là một thuyền viên. Lên đên trên biển, nhưng đam mê street dance cho mình chưa bao giờ tắt. Sau 3 năm, mình trở về và bắt đầu suy nghĩ đến việc tìm lại những người anh em cũ. Đi hoài, đi mãi, người mệt, nhưng nghĩ đến việc tìm lại được anh em, thành lập lại nhóm, là mình lại thêm mạnh mẽ tiếp bước. Đầu tiên, mình gặp được người anh kỳ cựu trong nhóm, đó là anh Cá. Chào rồi. Anh Cá đã mồ côi cả cha và mẹ, chỉ sống một mình trong căn phòng thuê chật hẹp. Mỗi buổi sáng, anh Cá đều ra chợ bán cá thuê. Vừa làm việc, vừa trò chuyện cùng các cô chú, giúp mỗi ngày của anh trôi qua trong tiếng cười. Và anh Cá chính là động lực, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho anh em mỗi khi có khó khăn trong luyện tập. Vì thế, anh là người mình mong đợi sẽ xuất hiện, và mình chờ, mong họ xuất hiện từng chút, từng chút. Thế là chúng tôi trở lại để cùng nhau chinh phục những thử thách và theo đuổi đam mê. Kỳ này cố lên, gắng chiến thắng con ạ. Gắng, cố gắng đoạt giải nha. Dì chúc con cố lên nha quẹo. Chúc là Sài Gòn Flavor. Winner, nhiệm vụ của bạn sẽ là đội trưởng đội cổ vũ dành cho Fido Crew. Còn Hana cùng với nhóm Sài Gòn Flavor. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng ta bước vào trận thi đấu ngày hôm nay, hãy lắng nghe tiếng lòng của họ đi. Không biết đội trưởng của Sài Gòn Flavor là ai nào? Dạ, yeah, và mình tên là Kay. Mình là leader của nhóm Sài Gòn Flavor. Nhóm mình đến đây cùng với slogan đó là hút tung thánh thức. Và hy vọng các bạn sẽ chịu được cái lực của tụi mình. Wow, một lời thách thức rất là thú vị đến từ Kay, đội trưởng của Sài Gòn Flavor. Cảm ơn các bạn. Còn đối với tinh thần thi đấu ngày hôm nay của Fido Crew thì sao nào? Xin chào mọi người, mình là Hiếu, mình là đại diện của Fido Crew. Hôm nay thì Fido đến đây mang đến một cái tinh thần, đó là đồng đội. Nếu mà mình có thể đi một mình thì mình có thể đi rất là nhanh. Nhưng mà nếu mà mình muốn đi xa, là một cái bức tường cản phá lớn hơn cho Sài Gòn Flavor, thì tụi mình là cùng nhau Fido Crew. Yeah! Và bây giờ sẽ là phần xuất hiện của một thành phần rất quan trọng. Tổ trọng tài chúng tôi gồm hai nghệ sĩ khách mời đặc biệt và một master chuyên gia cùng nhau đưa ra những quyết định để quyết định xem đội nào là đội tích cực nhất ngày hôm nay và giành lấy chiến thắng. Đầu tiên, hãy chào đón một trong những anh chàng ca sĩ điển trai với những điệu nhảy đặc trưng của anh ấy, Cường Seven, Quang Đăng, Phước Ly. Và như vậy chúng ta đã sẵn sàng. Hãy đến với vòng thi đấu đầu tiên được mang tên Thách
thực cá nhân. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với đấu trường đường phố. Hãy sẵn sàng để tiếp năng lượng tích cực và hút tung thách thức cùng với chúng tôi, 8 thành viên của mỗi đội. Chúng ta hãy cùng nhau chọn ra 3 thành viên xuất sắc nhất thi đấu battle với nhau. Nào, xin mời 3 thành viên đó bước lên phía trước một bước. Và trước mặt chúng ta chính là 3 cặp đấu ở vòng đầu tiên ngày hôm nay. Họ đang đứng đối diện nhau. Họ sẵn sàng để có thể vượt qua được thách thức này với những đoạn nhạc ngẫu nhiên của DJ Miner đưa ra. Ban giám khảo sẽ bình chọn qua từng cặp thi đấu bằng cách quăng nón dành cho tiết mục của cá nhân nào xuất sắc và ấn tượng nhất. Bên Winner cũng như là bên của Hana đã sẵn sàng những lá thăm. Trên những lá thăm này được ghi những con số tương đương với mỗi cặp đấu. Xin mời các bạn xoay kết quả lên phía trước ngực. Cặp thi đấu đầu tiên, 3, 2, 1, bắt đầu! Cặp thi đấu đầu tiên đã hoàn thành được phần thách thức của mình. Chúc mừng hai bạn đã làm rất là tốt cái round của mình. Bên Sài Gòn Flavor có một điểm nhỉnh hơn. Và bên Fido Flow tạm ổn. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ đưa ra kết quả luôn thì nó sẽ thú vị hơn ạ. Và 3 thành viên trong hội đồng và giám khảo cũng sẽ đồng loạt đưa ra quyết định của mình. Chuẩn bị. Một, xin mời. Một không cho Sài Gòn Flavor. Nhưng chỉ mới là 1-0 mà thôi. Nào, Fido Crew cố gắng lên. Ngay sau đây sẽ là lượt thi đấu thứ hai. Chuẩn bị DJ Miner, 60 giây, bắt đầu! Rất ấn tượng đây.
quá tuyệt vời với một phần quà tặng kèm của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Càng về sau dường như cuộc chiến của chúng ta càng sôi động và nóng hơn bao giờ hết. Hai đội thì cái phần dynamic đều bằng nhau. Fido có thêm một chút xíu cái phần mà mình bắt nhạc nó tốt hơn. Có vẻ như là Sài Gòn Flavor thì theo cá nhân, từ cá nhân Quang Đăng á, thì khi mà mình hết nhạc rồi á thì không biết là cái phần đó mình có được tính vào cái điểm hay không, nhưng mà đối với cá nhân Quang Đăng thì để cho công bằng với hai bạn, hai đội luôn á, thì mình nên tính cái phần mà có nhạc thôi. Yeah. Cảm ơn giám khảo. Và bây giờ sẽ là phần bình chọn đến từ bài giám khảo. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Tỷ số bây giờ đang là 1-0 rồi, kính thưa quý vị. Chỉ còn một lượt đấu nữa thôi. Lượt đấu này sẽ quyết định xem đội nào là đội tích cực nhất tại vòng này và có được 30 điểm, đội còn lại sẽ được 20 điểm. Quý vị đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ quay trở lại với lượt đấu tiếp theo. Chúng ta đang quay trở lại với đấu trường đường phố. Và bây giờ sẽ là cặp thi đấu thứ 3 tại vòng đầu tiên này. Rất là xin lỗi hai đội. Khi mà mình thi đấu, cái 60 giây khi mà bọn em vừa bắt đầu, bọn em cảm nhận được cái khuôn nhạc, thì cái việc bọn em đưa cảm xúc, bọn em đưa cá tính của em, bọn em đưa động tác của em và những cái move của em vào cái phần thi của em nó rất là quan trọng. Bởi vì từng giây trôi qua nó là một cái để cho bọn em thể hiện. Nếu mà chưa kịp show hết mà đã hết nhạc rồi thì nó sẽ rất là phí cái round của bọn em. Cái cơ hội mà được đi thi cũng không phải lúc nào cũng có thể xuất hiện ở trong đời mình được, mà có thể những cái Quá Đăng cũng mong muốn mình có một cái cuộc thi nó công bằng. Anh xin nốt thêm một chút nhá, tại vì cái này nó gần như là cái trận chung kết giữa hai đội bọn em. Anh cần bọn em tận dụng từng giây từng phút một từ lúc nhạc vào luôn. Ok, let's do it. Sài Gòn Flavor bắt đầu. Let's go. B-Boy chính hiệu. Và bây giờ sẽ là Speedo Crew. Check up my body, join the flow. Thật hẳn luôn. Và đội nào thì Đăng cũng thấy có một cái điểm mạnh riêng. Cá nhân Đăng là Đăng đã có một cái sự lưu quyết định cho riêng mình rồi, mà để lát nữa. Cường thì cái round vừa rồi là mọi người thể hiện khá là tốt. Chắc là nếu mà có cái quyết định thì tất nhiên là phải để vòng cuối cùng cho hồi hộp rồi, đúng không? Các bạn làm rất là tốt. Tuy là không phải là nhạc rap beat, nhưng mà các bạn đã thích nghi rất là nhanh và các bạn đã làm rất là tốt cái round của mình. Và Ly cũng đã có được một cái quyết định cho mình và sẽ để sau. Rõ ràng những động tác cuối cùng chúng ta thấy được sự nỗ lực và quyết tâm của từng đội. Và bây giờ sẽ là phần quyết định xem tỷ số 2-1 sẽ nghiêng về cho đội nào, và đội đó sẽ được 30 điểm, đội còn lại được 20 điểm, quý vị nhé. 3, 2, 1, xin mời. Như vậy tại vòng 1-1 thì 2-1 đã nghiêng về cho Fido Crew. Chúc mừng các bạn, Fido Crew đã có được 30 điểm, Sài Gòn Flavor được 20 điểm và họ đang thể hiện được một tinh thần thi đấu rất là thượng đẳng, rất là fair play. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đừng chủ quan bởi vì chúng ta vẫn còn một vòng thi đấu nữa, và đó chính là vòng thi đấu thách thức đồng đội.
thách thức đồng đội. Sẽ có 3 vòng thi đấu. Mỗi vòng thi đấu sẽ có một đoạn nhạc giống nhau. Nhiệm vụ của các đội làm sao để chinh phục ban giám khảo và khán giả bởi sự kết hợp với những tổ hợp động tác. Và với vòng thi đấu thứ 3, vòng thi đấu cuối cùng sẽ nâng cấp độ khó hơn với 3 món đạo cụ mà do chính ban giám khảo nghĩ ra để chúng ta bốc thăm chọn ra một món. Số điểm của vòng thi đấu này sẽ được cộng dồn cho vòng thi đấu đầu tiên, sẽ quyết định được đội nào là đội tích cực nhất ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Với 30 điểm là Fido Crew, các bạn sẽ thi trước nha. Và trong thời gian này, hãy lắng nghe nhạc của chúng tôi. Xin mời. Tham khảo nhạc kết thúc. Fido Crew bắt đầu. Sẽ đến lượt Psycho Flavor thì trước bắt đầu. Dành cho Fido Crew. That's good.
tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đừng quên, chúng ta còn một rào cuối, rào thứ ba. Và bây giờ sẽ là những món đạo cụ đến từ ban giám khảo. Xin mời giám khảo Cường Seven chọn một chiếc ghế. Giám khảo Quang Đăng thì chọn một cái nón. Còn giám khảo Phước Ly thì chọn rất lạ lùng một cái dải băng caro. Wow. Cha cha, ba ý kiến khác nhau, chúng tôi không thể nào đồng nhất cả ba ý kiến này nên Whatever quyết định sẽ bốc thăm, chọn ra một trong ba món này. Em muốn bốc luôn hả? Là em bốc à? Em muốn sao? Em muốn bốc. Ok, anh nhường cho hậu vệ nè. Ừ, hậu bối, em bốc đi. Nếu mà có chuyện gì mà liên quan mọi người không phải tại em nha. Ra thăm đầu tiên. Bàn tay may mắn đó là băng. Wow, Phước Ly nha, làm khó cho hai đội nha. Hana giúp anh cầm cái băng đó lên nào cho mọi người thấy. Và đây sẽ là 15 giây để cho đó Hana có thể cho các bạn thấy được cái dải băng này có cái cấu trúc hình dạng ngoại hình nó ra sao. Nó có khả năng đàn hồi. Cẩn thận kẻo múa lụa nha anh em. Nha hả? Tham khảo nhạc đã kết thúc và hai đội lưu ý rằng đây là cơ hội cuối cùng của mình trong ngày hôm nay để giành lấy 20 điểm duy nhất cho thách thức đồng đội. Đội nào có được 20 điểm thì đương nhiên đội đó sẽ về nhất và tích cực nhất ngày hôm nay. Hãy sẵn sàng nhé. Và theo đúng với luật, lượt chơi đầu tiên sẽ đến từ Fido Crew. Music, here we go. Sài Gòn Flavor. Chúc mừng các bạn, rất đẹp mắt và cực kỳ chuyên nghiệp. Khi mà Hoa Đăng thấy là hai đội nhận được cái đề bài là giải băng thì Hoa Đăng cũng rất là xót xa.
bởi vì cái giải văn này Wanna cũng chưa biết là sẽ phải làm như thế nào. Về cái khía cạnh biên đạo á, thì khi tụi mình nhận được một cái đạo cụ gì đó để mình làm á, thì mình cần phải có nhiều cái phần tư duy, mình phải suy nghĩ, mình phải phối hợp làm đó sao đó cho nó thú vị. Thì mỗi đội đều Wanna đều thấy có một cái sự sáng tạo riêng của mình. Đang Wanna cũng thú thật á, là ở hai vòng đầu thì cái phía của Đăng á, thì có phần nghiêng về Fido nhiều hơn. Nhưng mà với cái phần giải văn này á, thì Wanna cũng thấy là riêng Sài Gòn Flavor thì các bạn có thể có thêm hai ý tưởng trong cái phần sáng tạo cái giải văn đó. Một phần là làm đưa vô tay, rồi một phần là kẹp vô hông, đúng không? Khi mà Wanna xem cái vòng này thì Wanna có suy nghĩ lại một chút là mình có nghiêng về chút xíu về Sài Gòn Flavor hả? Cá nhân Cường ấy, thì cá nhân của em thì em nghĩ là khi mà cái đạo cụ đưa cho là một phần thôi, còn miễn là làm sao mà mình sử dụng đạo cụ đấy, còn mình sáng tạo thêm từ đấy ra thêm cái gì thì nó liên quan đến vấn đề về của tư duy của nhóm mình. Nên là vấn đề đấy thì Cường không cảm thấy nó bị ảnh hưởng lắm. Phần sáng tạo về cái giải băng và làm nó sạch sẽ cho trong một cái tổ hợp thì Phước Ly cũng nghiêng về Sài Gòn Flavor. Nó giống như có một cái câu chuyện trong đó khi các bạn nhảy. Nó giống như là các bạn đang kể chuyện gì đó. Về cái phần vừa rồi cả hai nhóm thì anh nghĩ là cũng là đều hết sức rồi và cũng đào làm rất là tốt. Cá nhân của anh thấy là trong cái phần của Fido thì cái việc mà bọn em xử lý những cái beat của bọn em và bọn em có mở có kết, nó đối với anh nó khá là tròn trịa. Cái phần bên tổ hợp của em thì anh thấy khá đồng đều và bọn em có một cái cảm giác nhạc nó gần như là tương đồng đối với nhau. Còn về bên Sài Gòn Flavor thì anh có một lời khen cho em là ở cái phần cuối bọn em tận dụng cái idea về giải băng và có những cái ý nghĩa sâu xa ở trong đấy, nó cũng rất là sáng tạo. Và cái phần thi này của bọn em, về cá nhân bọn em làm xuất sắc hơn cả cái phần mà bọn em đấu battle với cả bên kia ở phần đầu. Bọn em cue beat rồi bọn em làm những cái trick của bọn em nó rất là chắc. Và những cái điểm rơi vào âm nhạc và beat nó cũng rất là ổn và là gây ấn tượng. Bây giờ anh nghĩ bọn anh sẽ cần thực sự phải cần hội ý với nhau một chút để xem đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng mà good job. Chờ đón xem đội nào sở hữu 20 điểm duy nhất. Để một là sẽ có một đội lội ngược dòng rất ngoạn mục, và hai sẽ có một đội khẳng định được sức mạnh của mình ngày hôm nay. Nên chúng ta sẽ đến với phần quyết định của từng giám khảo. Bạn sẽ là người đưa ra quyết định đầu tiên đấy, Phước Ly. Trước khi em đưa ra kết quả thì em có muốn nói một chút. Hai team làm rất là tốt, kể cả chuyện thắng thua như thế nào đi nữa thì nó cũng là một cái kết quả. Một cái điều mà hạnh phúc nhất mà Phước thấy là mọi người mang được cái tinh thần chiến đấu lên, mang lên sàn đấu và đưa hip hop đến gần với mọi người hơn. Và kể cả có thắng hay thua nữa thì nó sẽ không còn quan trọng nữa. Bằng cái tinh thần của mình truyền cho mọi người và cái năng lượng tích cực và những cái gì mà chúng ta làm từ trước giờ, những cái khó khăn mà chúng ta đã vượt qua. Đây là kết quả của Phước nha. Let's go. Và 20 điểm sẽ thuộc về đội đấu thứ hai sẽ đến từ bàn tay của Quang Đăng. 3, 2, 1, xin mời. Sài Gòn Flavor. Bình chọn cuối cùng tùy thuộc vào Cường Seven và chiếc nón quyền lực của Cường Seven sẽ trao cho đội nào đây? Xin mời. Fido Crew. Và chúc mừng Fido, chúng ta là nhóm nhảy tích cực nhất ngày hôm nay. Chúc mừng thành công đã đến với các bạn trong ngày hôm nay cùng với đấu trường đường phố. Và bây giờ thì xin mời phần thưởng dành cho Fido Crew cùng với một tấm vé bước vào đêm gala chung kết cùng với chúng tôi. Hãy sẵn sàng để gặp gỡ với rất nhiều nhân tài. Và bây giờ sẽ là một món quà lưu niệm dành cho đội Sài Gòn Flavor. Với một tinh thần thi đấu cũng rất là tích cực ngày hôm nay, cảm ơn các bạn rất nhiều. Một nguồn năng lượng vô giá đến từ các bạn. Thì còn muốn chia sẻ với mọi người là hiện tại cảm xúc của em đang rất là phấn khích và có một sự đau tim nhẹ, tại vì là hôm nay thì em rút ra được rất là nhiều bài học và em rất thích cái cách mọi người bắt beat này. Cái trận đấu hôm nay nó rất là nóng nhưng mà mọi người luôn luôn thi đấu với cái đầu lạnh và rất là respect nhau, em cảm thấy rất là thích. Riêng bản thân em thì sau khi mà xem hai đội biểu diễn qua các round,
em có thể cảm nhận được rất là rõ sự đoàn kết và sự gắn kết rất là chặt chẽ với các thành viên trong nhóm. Và em cảm thấy rất là may mắn khi mà mình đứng đây để cảm nhận được cái năng lượng đó. Tại vì hiện tại như mọi người cũng đã biết là em đang hoạt động nhóm B36, nên là cảm ơn mọi người vì đã tỏa ra được cái năng lượng đó để em có thể ý thức được cái sự đoàn kết khi mình làm việc nhóm ạ. Cảm ơn tình cảm và sự ấn tượng của Winner và Hana cũng như nhóm B36 dành cho chương trình và đặc biệt là hai nhóm nhảy ngày hôm nay. Và đừng quên hãy tặng cho thiên thần của chúng tôi DJ Mina 100 pháo tay nào. Cảm ơn Mina rất nhiều.